Bộ Quốc phòng lên tiếng vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong. Liên quan đến vụ việc quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, ở Bắc Ninh tử vong trên thao trường huấn luyện ở Thái Nguyên, chiều ngày 30 tháng 6, Bộ Quốc phòng đã có thông tin. Theo Bộ Quốc phòng, ngày 26 tháng 6, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường quân sự quân khu 1 tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch. Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ ngày 28 tháng 6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, quân nhân Trần Đức Đô báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh, lý do đau bụng. Khoảng 14 giờ 20 phút, không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đại đội 14 đã cử 3 quân nhân đi tìm. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50 mét. Sau đó, đơn vị đã tổ chức đưa quân nhân Trần Đức Đô đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép, thành phố Thái Nguyên. Đến 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6, bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đô đã tử vong. Sáng nay ngày 30 tháng 6, trao đổi với phóng viên Dân Trí, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1, Bộ Quốc phòng cho biết, cơ quan pháp y và các cơ quan liên quan đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong trong quá trình huấn luyện trên thao trường thuộc tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, Đô đã viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, nửa tháng nay Đô được chuyển đến Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường quân sự quân khu 1, đóng tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên huấn luyện. Đến khoảng 14 giờ 20 phút chiều ngày 28 tháng 6, quân nhân Đô được phát hiện trong tư thế treo cổ trên một cây xanh gần khu nhà vệ sinh ở thao trường huấn luyện dã ngoại của Trường quân sự quân khu 1. Theo Đại tá Thìn, vụ việc quân nhân Đô tử vong đang chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, bước đầu khẳng định không có việc Đô bị đánh vì đơn vị đang huấn luyện ngoài thao trường. Về các vết bầm trên cơ thể quân nhân này, Đại tá Thìn cho biết có thể do trong quá trình treo cổ tự tử, Đô đã giãy giụa, vùng vẫy nên bị sợi dây thừng siết chặt, tạo vết hằn sâu ở cổ. Đồng thời, theo thông tin ban đầu từ cơ quan pháp y, các vết xước trên cơ thể Đô không có tác động của ngoại lực. Đơn vị sẽ làm rõ và có trả lời rõ ràng về vụ việc của quân nhân Đô. Nếu giả sử nguyên nhân do mất đoàn kết thì pháp luật và kỷ luật quân đội sẽ làm nghiêm, không có chuyện bao che, giấu giếm trong vụ việc này, Đại tá Thìn khẳng định. Hiện các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình giải quyết hậu quả. Khi có kết luận của các cơ quan chức năng, sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.